Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến đề án chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030 đang được nhiều tờ báo cập nhật. Như trên báo Vietnamnet đưa tin, Thủ tướng vừa quyết định phê duyệt đề án này, trong đó có nội dung quan trọng là 50% lãnh đạo trẻ từ cấp phòng ở Trung ương phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4. Theo mục tiêu đề án chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030 đặt ra, đến năm 2025 có 50% cán bộ, công chức ở Trung ương, 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định. 20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi, công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định. Để thực hiện các mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tập trung kiểm tra, đánh giá năng lực trong đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo chuẩn quốc tế. Bị Trung Quốc chê than chất núi tồn kho là nhan đề bài viết đăng tải trên báo Thanh Niên hôm nay, phản ánh tình trạng nhập khẩu than tăng gấp đôi. Trong khi đó, than trong nước xuất khẩu ngày càng ế và đỉnh điểm là thời điểm Trung Quốc chê không mua than của Việt Nam, khiến lượng tồn kho hàng triệu tấn. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, trong 10 tháng năm 2019, Việt Nam chi 3,25 tỷ đô la nhập khẩu 36,8 triệu tấn than, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn than nhập khẩu chủ yếu là từ Úc và Indonesia. Liên tục trong mấy năm gần đây, than lọt vào nhóm hàng nhập khẩu lớn của Việt Nam và được dự kiến tăng gấp đôi trong giai đoạn 2020-2030. Nhập nhiều nhưng thực tế Việt Nam vốn là quốc gia từng xuất khẩu hàng chục triệu tấn than mỗi năm. Báo Thanh Niên ghi nhận đánh giá của chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính. Đây là vấn nạn của việc quá phụ thuộc vào một thị trường. Khi họ hắt hơi, chúng ta cảm cúm nằm liệt giường rồi. 3 năm Trung Quốc ngưng mua, chừng đó thời gian chúng ta phải tìm cách giải cứu than khai thác. Nhưng vẫn chưa có giải pháp tối ưu nào. Nhiều trang báo hôm nay tiếp tục chuyển tải thông tin, ô tô sang chảnh giảm giá vẫn bết bát, gần hết năm chưa bán nổi 100 xe. Một bài viết trên báo Dân Trí thông tin cụ thể, 10 tháng đầu năm nay, lượng xe bán tải bán ra tại thị trường Việt Nam có xu hướng tăng lên, đạt hơn 18.200 chiếc, tăng khoảng 51% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp phí trước bạ được điều chỉnh. Cũng theo thông tin trên báo Thanh Niên, một số mẫu xe sang dù giá giảm nhưng doanh số suy giảm mạnh. Các dòng xe Mercedes có mức suy giảm đáng báo động khi chỉ bán ra được 1.400 chiếc, giảm 3.400 chiếc so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giảm hơn 240% về lượng. Và theo khảo sát của phóng viên báo Dân Trí tại một số đại lý xe hơi ở Hà Nội, nhu cầu mua xe hơi trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, nhiều nhất trên thị trường. Thưa quý vị, không chỉ tại Mỹ, vài năm gần đây Black Friday đã trở thành một trong những dịp mà giới kinh doanh người tiêu dùng Việt Nam chờ đợi nhất năm. Black Friday năm nay là ngày 29 tháng 11. Và theo ghi nhận của báo VN Express, mặc dù là còn một tuần nữa mới đến Black Friday, nhưng nhiều cửa hàng đã tung khuyến mại khủng để thu hút khách hàng. Thống kê từ bài viết trên báo VN Express, các mặt hàng thời trang như giày dép, quần áo, đua căng băng rôn quảng cáo giảm giá 50%, có nơi còn lên đến 80%. Một số cơ sở còn dừng bán trực tuyến để tập trung xả đồ tại cửa hàng. Thị trường bán lẻ truyền thống ồ ạt khuyến mãi, nhưng các sàn thương mại điện tử trong nước vẫn khá yên ắng. Sau khi dùng lực giảm giá khủng cho đợt lễ độc thân 11 tháng 11, Lazada, Tiki, Shopee đều bội thu với doanh số ấn tượng. Hiện mới chỉ có Sen Đỏ quảng cáo chương trình mua sắm hoàn tiền lên đến 100 tỷ đồng từ ngày 22 đến 29 tháng 11. Sau đợt khuyến mãi trước này, nhiều cửa hàng dự kiến tiếp tục bung nhiều chương trình giảm giá khủng vào cuối tuần sau.